Những cuộc so găng nảy lửa với những tình tiết từ hy hữu đến thót tim, sinh linh vừa thoát lưỡi hái tử thần. Sử dụng thuốc cho em bé và kháng sinh tiêm kháng sinh để cho em bé gỡ cái tình trạng nhiễm trùng đi nhanh được tí nào hay tí đấy. Cho cốt thân nhân suýt chút nữa không cánh mà bay. Cho vừa mới bê vào sau bê ra nó có cho ôi chết chết. Không khác là phải chết phải có trình độ. Những cặp đôi hoàn hảo cùng hội tụ trong tuần qua. Kính chào quý vị. Hôm nay tôi muốn sắp xếp những vấn đề tuần qua thành từng cặp câu chuyện có sự liên quan khá hoàn hảo để nói đến những điều không hoàn hảo. Và bây giờ là câu chuyện đầu tiên. Nếu vì dân là một khẩu hiệu cao đẹp, thì quả thật là ông trời đã không biết xót thương cho người dân vất vả mà đổ mưa nặng hạt hay là đổ nắng rát đầu. Còn với một số người khác, khẩu hiệu vì dân sẽ chỉ là tên của một loại bột giặt liên quan đến những mâu thuẫn lợi ích, tranh giành quyền lợi của họ đang đẩy người dân vào những tình thế oái oăm, hy hữu, chết cũng không yên. Sự việc xảy ra tại Đài Hóa Thân Hoàn Vũ, Thanh Bình, tỉnh Nam Định. Từ việc tranh giành quyền điều hành của ba cổ đông mà nhiều người dân còn không cả biết là bình tro cốt của người thân của mình khi nhận có phải là của nhân thân hay không. Đây là sự việc xảy ra một tháng trước tại Đài Hóa Thân Hoàn Vũ, Thanh Bình. Theo những hình ảnh được người dân ghi lại, một nhóm người lạ mặt bỗng dưng có hành vi phá hoại tài sản của công ty. Yêu cầu là trục xuất ra không khỏi công ty. Nhất là phòng làm việc. Bọn cháu là nhân viên mà cháu có. Nhân viên ai chuyển cho mày? Tôi là nhân viên. Tôi là nhân viên. Cái làm cái gì đấy? Yêu cầu. Người này tự xưng là tổng giám đốc nhưng không biết nhân viên của mình tên gì và làm ở vị trí nào. Đây là hậu quả tranh giành quyền điều hành doanh nghiệp của ba cổ đông. Sự việc của các cá nhân nhưng lại khiến nhiều người phải liên lụy. Những lao động lành nghề có thâm niên buộc phải rời khỏi vị trí. Trong khi những lao động mới được thay thế đa phần chưa có kinh nghiệm làm nghề. Nếu những người không có trình độ chuyên môn thì có thể dẫn tới một cái sự không hài lòng của chính các khách hàng là các gia đình đến hỏa táng. Đúng là đã có những sự việc hy hữu xảy ra cho các nhà đám từ khi nhà tang lễ Thanh Bình xảy ra tranh chấp. Như gia đình người đàn ông này bị trả sai màu bình cốt, dẫn đến việc phải mang cho đi xét nghiệm ADN để chứng minh đúng hải cốt. Còn gia đình bà Lượt thì suýt nữa lại phải nhận một chiếc bình không có tro cốt. Cho vừa mới bê vào, sau bê ra là nó có tro, ôi chết chết rồi. Cậu khác là mới chạy chết rồi cháu xin lỗi. Thế cái cậu cổ bê vào, cậu bảo cái cậu kia không biết thì lại tưởng là xong rồi. Vì các tỉnh xung quanh như Hà Nam, Thái Bình, Ninh Bình và Hưng Yên không có nhà hỏa táng, nên trong suốt một tuần xảy ra sự bất ổn ở đây, nhiều nhà đám đã bắt buộc phải di chuyển tới Hải Phòng, Hà Nội và Hải Dương. Quãng đường xa, chi phí tăng, một ca đi hỏa táng có thể mất đến cả ngày. Đến nay, ai cũng mong cơ quan chức năng vào cuộc để mâu thuẫn của đơn vị này sớm được giải quyết, để nơi đây được trở về đúng như tên gọi của nó. Nhà văn Vũ Trọng Phụng nếu mà được chứng kiến câu chuyện này, có lẽ sẽ viết phần 2 của tiểu thuyết Số Đỏ, có thể gọi tên là Thiệt Thòi Của Tang Gia. Vâng, có câu nói là trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi chết. Người dân thì không phải là ruồi muỗi, nhưng phải gánh hậu quả của trâu bò. Dù tiền thì đã mất, họa thì lại phải mang. Mâu thuẫn lợi ích, bất đồng quan điểm không chỉ là chuyện của cổ đông này, cổ đông kia trong doanh nghiệp, mà đôi khi mâu thuẫn chỉ cần đến từ một chiếc điều hòa. Đơn giản như là chuyện trời nóng, lắp điều hòa trong lớp cho trẻ nhỏ. Trẻ thì chưa kịp mát, đã bị nóng lây vì những tranh cãi giữa phụ huynh và nhà trường. Bản thân mình ở nhà chỉ có 1-2 người, 3 người dùng một cái quạt mà đến mùa nóng này nó nóng nó không chịu nổi. Thế phải quay ra bây giờ cũng phải lắp điều hòa mà ở đây 40 em này làm sao mà không lắp. Phải lắp điều hòa cho trẻ là mong muốn của hầu hết phụ huynh khi đưa con quay lại trường vào đúng dịp nắng nóng. Phụ huynh thương con, cô giáo xót trò. Vì thế việc lắp điều hòa tại trường học này đã cấp tập triển khai trước khi nhận được sự đồng thuận của tất cả phụ huynh trong trường. Thì mới họp hôm trước thôi thì nói chung là vẫn có một số đồng ý, một số không đồng ý. Đấy, cái điều đấy là có. Xong là nghỉ 2 ngày thì xuống đã thấy lắp điều hòa rồi, cho nên nhiều người rất là bức xúc. Chưa họp hành, chưa thống nhất là vấn đề đóng góp là như thế nào, sau này ra thanh toán từng lớp một như thế nào. Hiện đối với những người đồng thuận và tự nguyện thì nhà trường sẽ tiếp nhận. Với những phụ huynh còn lại, nhà trường sẽ trả lại tiền.
Thì cái sai sót của chúng tôi là chưa xác minh rõ là 100% phụ huynh nhất trí mà chúng tôi đã để phụ huynh mang điều hòa đến để lắp cho nhà trường. Đấy là cái sai của chúng tôi ạ. Không nhận được sự đồng thuận của 100% phụ huynh trong việc lắp điều hòa, trường học này buộc phải đi thuê quạt hơi nước để chống nóng cho các em ở 3 lớp còn lại. Trong khi quy định về việc này chưa thể thay đổi, thì cách tốt nhất vẫn là việc các nhà trường và phụ huynh sớm tìm được tiếng nói chung trong các quyết định vì lợi ích của con trẻ. Bây giờ thì tạm gác sang một bên những cặp câu chuyện gây nóng đầu dư luận. Tuần qua thì có một sự hoàn hảo tích cực lại đến từ một cặp đôi bệnh nhân đặc biệt. Các bác sĩ Việt Nam đã có hơn 80 ngày ròng rã để chiến đấu với tử thần COVID-19 để giành giật mạng sống cho bệnh nhân số 91. Buổi chiều ngày 10 tháng 6 thì bệnh nhân 91, phi công người Anh, đã nhớ ra được mật khẩu điện thoại, máy tính bảng và bấm bàn phím điện thoại cũng như là thực hiện những y lệnh của bác sĩ. Sự hồi phục thần kỳ chưa từng có trong y văn thế giới này được viết nên bởi những con người Việt Nam nhỏ bé. Sự kỳ diệu thì đến từ người bệnh, nhưng mà tâm đức của người thầy thuốc mới tạo nên điều hoàn hảo. Câu chuyện kỳ diệu của một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi dưới hố ga vượt lên trên trách nhiệm, đó chính là tình thương. Khoa sơ sinh, Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn, nơi tiếp nhận những em bé sơ sinh có tình trạng bệnh lý nặng. Đa số các em bé ở đây đều đã có những phản xạ quấy khóc bình thường của một đứa trẻ. Nhưng chỉ duy nhất có một em bé trai vẫn nằm im lìm với những tổn thương trên cơ thể, đang được các bác sĩ tại đây nỗ lực cứu chữa, giành giật sự sống cho em. Thực sự là đến bây giờ bọn mình vẫn còn sốc. Thế nên là khi mà tiếp nhận, khi mà mình nhấc cái áo đầu tiên ra là có những con ấu trùng, con giòi nó chui ra, mình thấy rất là thương. Thế nhưng mà về mặt chuyên môn thì mình phải làm thật nhanh và làm vệ sinh cho em bé, làm vệ sinh ngoài da và sử dụng thuốc cho em bé là kháng sinh, tiêm kháng sinh để cho em bé gỡ cái tình trạng nhiễm trùng đi nhanh được tí nào hay tí đấy. Trải qua những giờ khắc sinh tử để mang lại sự sống cho em, đội ngũ y bác sĩ đã quyết định đặt tên cho em là Nguyễn Văn An. Với hy vọng từ nay cho đến mãi về sau, mong em sẽ luôn có được bình an và được đón nhận tình yêu thương của tất cả mọi người. Thưa quý vị, những cặp đôi sự việc tuần qua có một sự hoàn hảo theo một cách nào đó khi mà kết hợp với nhau. Đó là khi sự hoàn hảo đang vẽ nên một bức tranh xã hội không hoàn hảo. Qua những cặp đôi sự việc thì giá trị vì con người từ đó được đề cao trân trọng hoặc là bị bỏ rơi xem nhẹ. Nếu ta nhìn cuộc đời bằng trái tim thì sự hoàn hảo mà ta tìm kiếm sẽ trở nên dễ thấy hơn nhiều. Phần cuối thì mời quý vị hãy thư giãn một chút với một cặp đôi mà sự thú vị của họ có thể khiến cho cuối tuần của quý vị thêm hoàn hảo. Ở tuổi 80, đôi tay cụ vẫn chắc, chân vẫn khỏe để trèo dừa. Cụ tự học trèo dừa từ năm 15 tuổi. Đến nay, cụ là người phụ nữ trèo dừa lớn tuổi nhất ở Trà Vinh. Bà trèo có khi gắn trên ngọn, gắn lục quá. Rồi khi gặp cụ ông, nó quấn chạy tuốt xua, chạy hết bà cô. Còn cụ Hamako Mori, 90 tuổi ở Nhật Bản, luôn vận dụng hết công suất hai bàn tay của mình, nhưng không phải để đan len hay luồn kim, mà để chơi trò chơi điện tử. Cụ Mori nổi tiếng với tên gọi game thủ bà ngoại trong cộng đồng hơn 300.000 người theo dõi trên kênh YouTube của cụ. Tôi cố gắng di chuyển những ngón tay để luyện độ linh hoạt. Ở độ tuổi của tôi, chơi game còn giúp tôi có suy nghĩ nhanh nhạy hơn. Mỗi ngày tôi tự đặt ra và thử thách cao hơn cho bản thân. Sinh năm 1930, cụ Mori đã bắt đầu chơi game từ 4 thập kỷ trước. Cụ Mori đã chính thức được ghi tên vào sách kỷ lục Guinness với danh hiệu game thủ kiêm YouTuber có tuổi đời cao nhất thế giới ở thời điểm hiện tại.